Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Em xin chào mọi người ở trường quay. Em chào chị Cát Tường, con chào chú Quyền Linh ạ. Chào con. Dạ. Rồi, mình giới thiệu luôn đi em tên gì? Dạ, em tên là Tú, 23 tuổi. Em đang là nhân viên văn phòng ở quận 3 ạ. Quê mình ở đâu Tú? Dạ, quê em ở Phú Yên ạ. Phú Yên, rồi. Văn phòng là làm cụ thể việc gì hả Tú? Dạ, em là nhân viên hành chính nhân sự ạ. À, rồi bạn trai giới thiệu đi. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào mọi người trong trường quay. Chào bạn nữ bên kia. Em là tên là Lê Đăng Thống. Năm nay em 28 tuổi. 28? Dạ. Quê Đồng Nai anh. Đồng Nai làm việc gì Thống? Dạ em đang làm kỹ thuật ở trong kỹ thuật điện á. Ở trung tâm tiệc cưới hội nghị ở Đông Phương. Đó giờ có trải qua mấy mối tình rồi? Có một mối tình chính thức 4 năm mới chia tay, hơn năm. 4 năm yêu nhau với 4 năm mà sao chia tay? Thì do bạn nữ ra trường rồi xong rồi nói chung thay đổi về cái tính cách hay tính tình không hợp nhau nữa chia tay. À. Rồi mời bạn gái. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, nói về bản thân thì em là một con người vô cùng đơn giản luôn. Em chỉ có cái tật là hay nói nhảm với lại sống hơi nhạt nhẽo một xíu thôi ạ. Sống hơi nhạt nhẽo là sao? Kiểu em ít phản ứng với cuộc đời á chị. Giả sử khi mà có một cái sự việc nào đó xảy ra với em thì phải mất mấy giây em mới định hình, rồi não bộ nó mới tư duy, rồi nó phản xạ lại với cái tình huống đó được. Coi như là bữa nay nói chuyện đây rồi 2 ngày sau về em mới biết suy nghĩ là em có nên bấm nút hay không gì, đúng không? Nhiều khi tối về còn đặt tay lên trán suy nghĩ là ôi mình làm như vậy có sai hay không nữa cơ chị. Ta kể chuyện 3 ngày sau mới cười đó. Rồi, đó là ưu điểm hay khuyết điểm? Đó là khuyết điểm ạ. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không? Khuyết điểm của em thì nhiều lắm, em kể không hết đâu. Nhưng mà nói về ưu điểm á, thì nếu mà bạn nam nào mà là bạn trai của em thì chắc là bạn ấy sẽ rất là thoải mái. Bởi vì em thích sự tự do cho nên em cũng mong muốn là bạn nam của em cũng có thể có một tình yêu tự do. Tình yêu tự do là sao? Ví dụ? Đừng có ràng buộc nhau quá là được. Cái tình cảm thì mình quan tâm chăm sóc nhau trong từng hành động chứ đừng có hoa mỹ, cũng như là đừng ràng buộc nhau cái gì là tốt á. Rồi thí dụ như em thấy bạn trai em đi với cô khác là cũng bình thường luôn. Dạ. Thì đi là bình thường chứ sao? Đi thôi mà chị. Hả? Đi thôi mà bình thường thôi chị. Thí dụ em thấy người ta đi tấp tấp xe vô cái chỗ nhà nghỉ rồi em nghĩ sao? Thôi cái đấy là em phải nhào vào. À chị tưởng đâu về 2 ngày sau mới tới kiếm chứ. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ thì em chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết ạ. Thì đó, tại chưa yêu lần nào mới nói vậy. Bây giờ là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nhìn dễ nhìn là được. Dễ nhìn hả? Đơn giản quá vậy. Xinh. Hả? Xinh nhìn. Xinh hả? Dạ. Dễ nhìn đi, xinh nó khác nhau nha. Xinh một chút rồi. Xinh một chút. Dạ, da trắng. Da trắng. Tóc dài. Dễ thương là được rồi anh Linh. Em thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm mà ảnh tiêu chí anh đề ra? Anh ơi, em tóc không dài, em cũng không xinh. Tóc dài mốt để dài cũng được em. Nói chung là em nghe anh miêu tả về cái mẫu bạn gái lý tưởng là em thấy em rất quốc luôn á chứ anh thôi. Nhưng mà cái đó ta miêu tả lý tưởng thôi, nhưng khi biết đâu gặp người ta yêu làm sao. Rồi. Ô, dễ thương mà. Cái đó là cái mẫu lý tưởng người ta suy nghĩ thôi. Tình yêu khi bắt gặp biết đâu người ta sẽ cảm nhận điều đó. Em không thích bạn trai mình là người như thế nào? Bạn trai của em hả? Thì như đó em thích sự tự do cho nên em mong bạn trai của em cũng là một con người phóng khoáng một xíu. Ngoài ra thì biết nấu ăn thì tốt, bởi vì em không biết nấu ăn. Em có ghét điều gì ở đàn ông không? Em ghét con trai lèo nhèo, lèo bèo. Lèo nhèo, lèo bèo. Là sao? Em nghĩ con trai thì ít nói, bởi vì em không biết là bạn nam bên kia có thích một cuộc tình ít nói hay không. Bạn bên kia cũng hơi ít nói đó. Vậy là hợp rồi đó anh. Hợp đó. Một chút hay mở màn lên hai em nhìn nhau thôi. Nhìn nhau hết 2 phút. Nhìn 2 phút xong tụi anh đóng màn lại cho em bấm nút. Ha, coi có bấm hay không. Dạ. Giờ có gì mình nói hết đi. Cũng hay, lâu lâu phải có những cái trường hợp đặc biệt như vậy chứ. Đúng rồi. Ây da, nhưng mà bây giờ nãy giờ bạn trai bên kia là miêu tả cái người bạn gái rồi, còn em đang hình dung ảnh như thế nào? Anh nói là anh 28 tuổi thì em nghĩ là anh cũng là người chững chạc rồi. Với lại trong cái suy nghĩ của em thì em thích con trai nhìn gọn, tóc tai gọn gàng. Gọn gàng. Gì nữa không? Cao ráo, mập ốm, cao thấp. Dạ, em không quan trọng ngoại hình lắm á. Sao cũng được. Dạ, vâng. Đơn giản quá. Hai người chỉ cần nhìn nhau rồi cưới thôi, không cần nói gì. Bây giờ có gì cứ nói hết đi. Được không em? Lát kéo màn lên rồi im re như anh Nguyễn Linh nói vậy là được không? Thử. Thử coi hả? Thử coi, bây giờ có gì nói hết đi.
Còn em ơi, em không biết nấu ăn nhưng mà em có tập nấu ăn được hay không? Hay là em không muốn nấu ăn? Mà em thì em có thể nấu ăn không đến nỗi tạo ra siêu phẩm, nhưng mà em nấu không có ngon. Cho nên là em nếu mà được á, thì cùng nhau học nấu ăn thì được anh ạ. Trời, ok, cái đó được. Chừng nào em đám cưới được? Nếu mà được thì qua năm. À, là muốn lắm lấy vợ rồi phải không? Nhưng mà bạn gái thì đó, em có hay ghen không? Chứ bạn gái thì thích phóng khoáng, bạn bè cũng nhiều. Thích một tình yêu tự do, thoải mái. Thì nói chung yêu là, trong yêu là phải có ghen thôi, nhưng mà ghen ít thôi. Ghen ít thôi phải dạ, không? Chứ không phải ghen nhiều. Rồi cái là cả ngày đi chơi xong tối về là hai đứa chỉ nhìn nhau thôi. Cái đó là em thì khác, còn bạn nữ thì bạn kêu nhìn nhau thì được, nhưng mà cũng phải nói. Chứ nhìn nhau được rồi nói làm gì? Nói chứ phải nói chứ cô, không nói ai mà biết muốn cái gì. Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bạn của em ạ. Xin chào hai MC dễ thương và xin chào ekip. Dạ, em là bạn đại học của Tú. Em quen Tú được 4 năm rồi. Mặc dù Tú nhận xét về bản thân mình vậy, nhưng thực sự là nó chỉ là nói vui thôi, chứ bạn em rất là vui tính, hòa đồng. Và lúc nào Tú cũng làm cho những cái người xung quanh cảm giác rất là thoải mái. Mà bạn rất là học rất là nhanh. Mà em nghĩ là sau khi mà hai bạn mà quen thì bạn của em có thể học nấu ăn để nấu cho cái bạn nam này ăn. Rồi em nhận xét bạn trai bên đó như thế nào? Dạ, em nhìn thấy anh bên này rất là chín chắn, rất là trưởng thành. Bạn em thì tính cách trẻ con, kiểu con gái ấy, là muốn được cái bạn nam bảo bọc, nuông chiều á. Nhưng mà sự là trẻ con cũng trong một cái giới hạn nào đó. Bạn em là người sống thiên về gia đình đó anh chị. Hay đó, cảm ơn bạn. Đấy. Ok, bạn trai đi với ai? Em đi với cậu ruột, với anh ruột, với chị dâu, với em út. Cả nhà luôn ha, chào cậu. Xin chào MC Quyền Linh, cậu Cát Tường. Dạ. Bây giờ cậu chào, thấy sao cậu? Dạ. Theo cậu, với là anh chị cháu ở đây thì thấy cháu bên này cũng dễ thương. Cậu mong rằng cũng khi mà mang cậu lên thì hai cháu thông qua cái nụ đó bấm để tìm hiểu với nhau, tiến tới dài lâu sau này. Rồi, cảm ơn cậu ủng hộ gì tốt rồi. Bây giờ kéo màn lên, tôi cho hai người đứng nhìn nhau một phút để xem coi có điều gì xảy ra hay không nha. Khoan nói gì hết. Chuẩn bị. Kéo màn lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau nhé. Đứng lên tiến thẳng về nhau. Không nói gì hết. Nhìn nhau. Đứng lên luôn, đứng lên luôn. Nhìn nhau. 2 phút nhìn nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Thử xem những thái độ gì sẽ diễn ra. Những cảm xúc gì sẽ diễn ra. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Có tình yêu có xuất hiện hay không? Nhìn hoài vậy luôn. Nhìn đi, nhìn đi. Cứ nhìn. Dạ, đủ rồi nha anh. Được anh. Nhìn thấy sao? Phát hiện ra gì không? Mắt giống em á. Mắt giống em hả? Xoay qua. Cái gì nữa? Dạ. Nhìn thấy gì nữa? Đeo kính cận là em thích. Thấy đeo kính cận là em thích hả? Dạ. Thấy cái lòng nó có sao xuyến gì chưa? Rung rung. Rung rung rồi hả? Thôi, nói chơi với các bạn có 2 phút để trò chuyện nha. Bắt đầu. Anh ơi, anh thấy em với cái mẫu bạn gái lý tưởng mà hồi nãy anh miêu tả qua bức rèm có giống nhau không? Trên cả tiêu chuẩn. Em dễ thương hơn anh nghĩ. Em cho anh hỏi cái là em quan niệm về gì về tình yêu? Nói về tình yêu, cũng như hồi nãy giờ em trao đổi á, em có cảm giác là em nghĩ tình yêu là cái sự thấu hiểu anh ạ. Kiểu như là mình không cần nói gì nhiều với nhau, vẫn hiểu đối phương cần gì, hiểu gì. Mình có thể tin tưởng nhau hoàn toàn thì đó là tình yêu ạ. Rồi, ok. Anh hỏi câu tế nhị nữa nha anh. Xíu nữa anh có bấm nút cho em không? Không, không, không. Câu này không có hỏi được. Ô, thôi, dạ, dạ, để con đổi câu khác ạ. Không thế, được. Thế thì anh nghĩ là xíu nữa anh có cho hai chúng ta cơ hội không? Không được luôn. Không được luôn. Cái này nó phải là một cái bí mật để một hồi nó mới bật ra. À, ha. Thế các thì bạn cứ con nói hỏi, nhau đi. Con hỏi câu khác nữa nha chú. Hỏi câu gì cũng được, ngoại trừ bấm chuông, bấm nút. À, anh ơi, thế thì anh nghĩ là nếu mà được thì buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa mình sẽ diễn ra ở đâu? Tí nếu mà bấm nút á, thì mình đi xem phim. Có cái vé rồi. À, dạ. Xong rồi tiếp thì mình tính sau. Dạ vâng ạ. Bây giờ em hát một vài câu hát nào xem như lời tỏ tình của em. Đứng lên cũng được. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu,
hứa với anh một câu sẽ đi về đi cô con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa vời. Được, được. Rung quá vậy? Rung. Tay chân không biết để đâu rồi đó. Tức là bạn ấy đã có rung động ngay từ đầu. Đây là một dấu hiệu của tình yêu. Còn bạn gái, điều gì xảy ra chúng ta vẫn chưa biết được. Ba tiếng đếm sẽ bắt đầu đấy các bạn. Nhớ những gì chị nói nha. Phải có chia sẻ thì mới có thấu hiểu. Nếu không chia sẻ thì không bao giờ hiểu. Nhìn nhau đi, nhìn nhau lần cuối trước khi quyết định. Hãy đưa ra sự lựa chọn của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Tôi xin thông báo là hai bạn ấy bấm chuông rất cùng nhịp với nhau. Cũng không cần phải nói nhiều. Tình yêu chỉ cần nhìn nhau là đủ rồi. Cũng đủ cảm nhận được có yêu nhau hay không rồi. Hy vọng rằng với những giây phút này các bạn sẽ nhớ mãi và trân trọng giây phút đó.